Đây là câu chất béo, câu 74 trong đề 303. Chúng ta có một hỗn hợp X gồm này. Hỗn hợp X gồm chất béo Y, ta đặt là R trung bình COOC3H5. Một axit béo ta đặt là R phẩy COOH. Thì ở đây đề bài thực hiện hai cái phương trình. Đầu tiên là chúng ta sẽ đốt cháy thì thu được CO2 và nước. Trong đó cái hiệu số CO2 và nước đề bài cho bằng 0,25. Thì ở cái dữ kiện này thì chút nữa thì chúng ta sẽ áp dụng định luật bảo toàn pi ở đây các bạn nhé. Tiếp theo là đề bài cho tác dụng với NaOH vừa đủ. Thì khi tác dụng với NaOH chúng ta có axit thì tác dụng với NaOH thì phải thu được nước này. Và chúng ta có chất béo thì chúng ta phải thu được glycerol ở đây. Và ngoài ra thì đề bài cho chúng ta hỗn hợp T gồm có 3 muối. Đấy, 3 muối đề bài đã cho rõ rồi. Natri linoleat là C17H31. Natri palmitat C15H31 và natri oleat là C17H33. Đấy, 3 muối. Đốt cháy hoàn toàn 3 muối này, chúng ta cần một lượng oxy để bài cho là 3,975. Thu được các sản phẩm gồm có CO2 nè, rồi muối natri carbonat, và đây muối natri carbonat đề bài cho 0,08 mol. Rồi đề bài cho nước là 2,55. Rồi thì bước 1 của chúng ta sẽ có những cái bước như sau. Thì đầu tiên là các bạn sẽ bảo toàn nguyên tố natri nhá. Bảo toàn nguyên tố natri thì chúng ta có natri ở đây là 0,16, như vậy NaOH sẽ là 0,16 mol. Và đương nhiên là trong cái hỗn hợp T ở đây, cái nhóm CONa của chúng ta chỗ này thì bảo toàn nguyên tố natri thì nó cũng sẽ là 0,16 mol. Đấy. Chúng ta tiến hành bảo toàn nguyên tố oxy. Đấy, chúng ta bảo toàn nguyên tố oxy ở đây. Bằng cách chúng ta lấy oxy trong muối có gốc gốc CONa này cộng với oxy đốt cháy trừ oxy trong muối natri carbonat và trừ oxy trong nước ha. Thì chúng ta sẽ được số mol của CO2 chỗ này. Bằng cách chúng ta bấm máy ha. 0,16 nhân 2 cộng cho 3,975 nhân 2 trừ 0,08 nhân 3 trừ 2,55. Các bạn chia cho 2. Thì chúng ta từ được số mol CO2 chỗ này là 2,74 mol. Sau đó, chúng ta đặt cho số mol của 3 muối, đây là X, là Y, là Z. Và dễ dàng chúng ta sẽ áp dụng hệ ba phương trình ở đây, chúng ta có thể giải được X, Y, Z các bạn nhé. Phương trình thứ nhất của chúng ta là bảo toàn nguyên tố natri. Chúng ta sẽ có X cộng Y cộng Z bằng 0,16. Đây, natri, 0,16. Rồi chúng ta sẽ bảo toàn nguyên tố carbon. Bảo toàn nguyên tố carbon chúng ta sẽ có 17 với 1 là 18, 18x cộng 16y, ở đây 16y, 15 với 1 là 16, cộng cho 18z bằng tổng CO2, đây là carbon 2,74 và carbonate là 0,08 nữa. 2,74 cộng 0,08. Rồi các bạn bảo toàn nguyên tố hydro nhé, bảo toàn những định luật bảo toàn thôi. Chúng ta sẽ có 31x này, hydro 31x cộng 31y cộng 33Z. Đó, bằng hydro nằm trong nước 2,55 nhân 2. Rồi. Thì từ đó chúng ta dễ dàng có thể xử lý được x, y, z rồi. Chúng ta sẽ có x bằng y bằng z bằng nhau. Các bạn bấm máy ha.
Bấm nhầm chỗ nào rồi. Chỗ này nhầm 30. Đúng. Rồi, 0,06. 0,03. 0,07. Rồi, sau khi ta đã có cái số mol của các chất rồi thì các bạn sẽ lưu ý tiếp như sau. Thực ra thì bài này cũng không cần tìm cái không cần áp dụng cái biểu thức CO2 trừ đi nước đâu, nhưng mà để cho cẩn thận thì chúng ta sẽ làm tiếp như sau. Gốc C17H31 ở đây là có 2 pi và gốc C7H33 là có 1 pi. Do đó khi áp dụng vào công thức số mol CO2 trừ số mol nước, chúng ta có số mol CO2 trừ số mol nước thì nó sẽ bằng số mol pi trừ cho số mol của hợp chất hữu cơ, trong trường hợp này là số mol của hỗn hợp X. Mà bạn phải hiểu rằng là cái pi ở đây này thì nó sẽ nằm ở trong những cái trường hợp như thế nào. Nằm trong nhóm COO là có pi là 0,16, và ngoài ra nằm trong gốc C17H31, gốc này là có 2 pi, gốc này có 2 pi và số mol của gốc C17H31 là X, X là 0,06 bạn nhé. Và ngoài ra chúng ta sẽ có gốc C17H33, gốc này có 1 pi nữa mà số mol của nó là 0,07. Vậy thì ta thay vào đây thì tương đương ở đây là 0,25. 0,25 đề cho bằng số mol pi ở đây bằng 0,16, bạn cộng tiếp cho 0,06 nhân 2 cộng cho 0,07 nhân 1 và trừ đi số mol của x. Như vậy đây chúng ta sẽ xử lý được số mol của x các bạn nhé. Bấm số mol x ở đây. Số mol x của chúng ta sẽ bấm là bằng 0,1 này. 0,1 mol. Như vậy là tổng số mol của Y, tổng số mol của Chicoris Y và axit béo Z là 0,1. 0,1. Mà ta quan sát thấy là cái muối C17H33 này là 0,07 mol. Bây giờ ta sẽ viết ra nhé. Y Y của chúng ta là chất béo này, có nghĩa là có gốc C3H5. C3H5. Còn axit của chúng ta là COOH. COOH. Thì các bạn nhìn thấy là cái muối C17H33 của chúng ta đó là 0,07 mol. 0,07 mol. Thì cái muối C7H33 ở đây nó không thể nằm trong cái chất béo được. Đó. Ví dụ như số mol của chất béo của chúng ta là 0,07 đi. 0,07 đi. Nhá. Thì tạo ra cái muối C7H33 là 0,07 đúng không? Đấy. Vậy thì như vậy thì bây giờ tạo thêm những cái muối khác nữa. Thì nhưng mà cái muối C17H31 và 15H31 nó chỉ có 0,06 và 0,03 thôi. Do đó nó không thể, cái 0,07 mol nó không thể nằm trong cái chất béo ở đâu. Như vậy cái axit của chúng ta dự đoán đó là axit này có số mol là 0,07. Vậy số mol của chất béo phải là 0,03. 0,3 thì tổng số mol của hai chất này là 0,1 mol này. Đấy. Vậy thì cái axit của chúng ta là axit C17H33. Đó, axit Z của chúng ta là C17H33. Vì nó sẽ tạo ra cái muối C7H33CONa này, đó, Z là 0,07 mol nhé. Còn vậy chất béo của chúng ta là gì? Chất béo của chúng ta sẽ có gốc có 0,03 mol này và số mol của muối C15H31 là 0,03. Như vậy nó sẽ có một gốc C15H31 ở đây, có một gốc này thôi. Đó. Sinh ra 0,03 mol Y. Ngoài ra thì cái thằng C17H31 của chúng ta là 0,06. Như vậy trong cái chất béo của chúng ta đơn giản thôi, nó có hai gốc C17H31. Đó, tất cả hai lần. Thì cái muối của nó sinh ra sẽ là 0,03 nhân 2 là 0,06 mol. Vậy thì từ đây chúng ta đã có được chất béo Y và axit béo Z rồi, chúng ta sẽ dễ dàng tính được phần trăm khối lượng. Chúng ta sẽ dễ dàng tính được phần trăm khối lượng của Y. Với bằng khối lượng của Y chia khối lượng hỗn hợp ha. Bằng 0,03 và các bạn bấm M lớn. M lớn của chất béo này là 854. Đó, chia cho khối lượng hỗn hợp là 0,03 nhân 854 cộng khối lượng của axit 0,07 mol. M lớn của axit này là 282 nhân cho 100%. Và các bạn bấm máy để ra kết quả cuối cùng nha.
56,48%. Vậy đáp án mình chọn sẽ là câu câu A các bạn nhé. Đáp án câu này là câu A.